Hello, xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình live trên kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì mình có cũng chắc cũng một thời gian ngắn ngắn rồi ha. Ngắn ngắn dài dài. Thế nhưng lúc đó thì mình hay kêu con trai đọc sách đôi này nọ để cho chúng nó ôn luyện tiếng Việt. Nhà bây giờ thì hôm cô bạn về Việt Nam mình có nhờ cổ luôn gửi qua cho mình cái quyển này nè. Sức mạnh của sự tử tế. Bản thân mình cũng hơi tò mò về nó. Sức mạnh của sự tử tế nên mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình sẽ đọc mọi người để có gì mình lưu lại cái phần đọc này rồi mọi người mình cùng nhau bàn luận, có cái ý kiến, câu hỏi hoặc là gì đó mình cùng nhau chia sẻ với nhau thôi. Mình không có cái chủ ý là mình sẽ là cái người lead hoặc là như thế nào, mình chỉ đọc thôi. Sau đó mọi người có cái cảm nghĩ riêng á, có suy nghĩ riêng, cho nên là mình cùng nhau chia sẻ với nhau ở phần chat. Sức mạnh của sự tử tế, đây là quyển sách gọi là National Bestseller, cái cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế. Đây là tái bản lần thứ 13 rồi, thì cuốn sách này nó cũng khá lâu rồi ha, của tác giả Linda Kaplan Taylor và Robin Koval, do dịch giả Trịnh Ngọc Minh dịch, và mình đang cầm quyển sách của Phương Nam Book. Mình nghĩ sách này thì mọi người ở Việt Nam có thể sở hữu nó một cách rất là dễ dàng ở các nhà sách đó. Mình thì phải nhờ bạn cầm qua. Vì trước thì mình cũng không thường xuyên về, tại vì mỗi lần về mình hơi vất vả. Cuốn sách này là một liều thuốc tuyệt vời. Nó có khả năng cứu cả sự nghiệp lẫn cuộc đời bạn. Và hành động tử tế đầu tiên của bạn là hãy mua thêm vài quyển nữa để tặng cho những đối thủ. Tôi cá là lúc này họ cần sức mạnh của sự tử tế hơn bạn đấy. Đây là cái lời bình sách của tác giả Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, Kate Derazi. Kate này đã bình luận về quyển sách như vậy sau khi ông đọc. Biết cô đọc hay ăn đọc gì đó. Cái bình luận thứ hai là của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói là nếu bạn muốn khám phá sức mạnh đáng ngạc nhiên của sự tử tế, hãy đọc quyển sách này, ghi nhớ nó, áp dụng nó, rồi bạn sẽ mừng vì mình đã làm như vậy. Thì cựu Tổng thống Mỹ đã nói như thế. Mình cứ tin là những cái lời bình luận của tất cả các cái tác giả hoặc là những nhà bình luận thì đã nói rõ cái ý kiến của họ rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một số nhận xét tích cực về cái quyển sách Sức Mạnh Của Sự Tử Tế này ha. Trong thế giới một mất một còn, nơi mà nhiều người xem ra luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vươn lên, thì Linda Kaplan Taylor và Robin Koval lại chỉ ra rằng những cử chỉ nhân ái lặng lẽ mới chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất, chẳng hạn như là làm ơn, cảm ơn và không dám mời anh chị, mới thật sự là những từ ngữ then chốt trong lời ăn tiếng nói của những người dám nghĩ, dám làm. Sức mạnh của sự tử tế phải là cuốn kinh thánh mới cho những ai muốn dẫn đầu. Đây là cái lời nhận xét của người dẫn chương trình Inside Edition, trong cái chương trình là một trong những chương trình thời sự lâu đời nhất, tên là Deborah Norville. Còn một cái nhận xét nữa của Dick Clark có ghi rằng, trưởng thành trong thời kỳ khắc nghiệt nhất của ngành giải trí, tôi có thể cam đoan rằng trở nên một người nhân hậu là một trong những con đường chắc chắn nhất để thành công. Người hiền luôn đến đích trước. Còn Marcia Gay Harden có nói là nếu sức mạnh của sự tử tế là chăm lo cho người khác, trọng danh dự, làm ăn trung thực, cạnh tranh một cách tự trọng,
chia sẻ hiểu biết và hành xử nhân hậu, thì sức mạnh của sự tử tế phải là một chủ đề hội thảo bắt buộc trong mỗi trường đại học lớn. Liệu bạn có tưởng tượng được các lãnh đạo của Enron mà cũng biết đến sức mạnh của sự tử tế không? Còn cái tạp chí Publisher Weekly thì có ghi rằng là tuy nhẹ nhàng dễ đọc nhưng đây không phải là một cuốn sách để nhâm nhi giải trí. Đọc được suy ngẫm kỹ và được trình bày một cách sinh động, nó đưa ra những nguyên tắc then chốt cho những nghiên cứu cụ thể cùng những bài tập giúp cho lòng tốt trở thành một thói quen. Thì đây là mình mới nói trước, đây là chỉ là những cái nhận xét tích cực về cái quyển sách này. Thì cái live đầu tiên mình chỉ dừng ở đây thôi, mình sẽ không đọc thêm bởi vì hôm nay nhà mình đang làm một vài cái sửa chữa trong nhà cho nên hơi ồn. Hẹn mọi người vào một lần khác, mình sẽ lên trên livestream để đọc và lưu lại trên đây để cho chúng ta cùng chia sẻ với nhau những suy nghĩ nhé. Chào mọi người, chúc mọi người, hôm nay là thứ ba, bên mình đang là 10 giờ sáng, mình đang ở Pháp. Chúc mọi người có một ngày thứ ba thật là vui vẻ. Bye bye.